Và chào các bạn nha. Đang ngồi nghịch thì phát hiện cái trò này hay lắm. Đó là đấu đế quay. Tuy là nó sẽ không thể như đấu quay được nhưng mà nó cũng thú vị. Mình sẽ quay. Và có thể video này sẽ rất là ngắn thôi. Chắc cũng chưa đến 2 phút nữa. Đây là đế quay của Thiên thần băng giá và Hỏa thần rực lửa. Và chưa va chạm nhau lần nào nữa thì đế quay của Hỏa thần rực lửa nó đã bị dừng luôn rồi. Và tiếp theo là trận giữa đế quay của Phong thần Mẫu Tố với Chiến thần Hộ Pháp. Va chạm nhau đi. Và đời nó cũng va chạm nhau được vài lần rồi và hòa. Tiếp theo là Hỏa thần rực lửa với Chiến thần Hộ Pháp. Và thua. Chiến thần Hộ Pháp thắng. Và tiếp theo mình sẽ cho đế của Thiên thần Băng Giá và Phong thần Mẫu Tố đấu. Và đây chắc là trận cuối cùng rồi. Và hòa. Và mình kết thúc video tại đây nhé.